đôi giày cao gót thanh lịch vô tình dẫm phải vũng nước bùn lạnh ngắt. Dù rất bẩn nhưng cô ấy không dám nán lại một chút nào. Bởi vì một số người vô gia cư đã bắt đầu để ý đến cô ấy. "Tôi thích đôi giày của bạn." Cô vội vã bước nhanh vào tòa nhà giảng dạy. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến cô ấy càng thêm kinh ngạc. Những người mất hồn mất vía chen chúc đầy sảnh, môi trường bẩn thỉu giống như một bãi rác, nhìn thế nào cũng không ra dáng một ngôi trường. Bess vội vàng gọi điện thoại để hỏi thăm. Sở giáo dục phân công công việc cho cô ấy. Chưa kịp kết nối điện thoại, một người tự xưng là người phụ trách ngôi trường này đã tìm đến. Người phụ trách đưa Bess đến lớp học của cô ấy. Nói là lớp học thì không bằng nói là một nhà kho cũ. Kính cửa sổ bẩn thỉu mờ mịt, hư hỏng nặng nề. Các loại bàn ghế đều cũ nát, hư hỏng nặng. Trên kệ sách cũ kỹ chỉ còn lại lác đác vài cuốn sách. Thêm vào đó là một cái bảng đen nhỏ xíu, cũ kỹ. Đây căn bản không phải là hình dáng của một lớp học. Thấy Bess vẻ mặt đầy nghi hoặc, người phụ trách thẳng thắn nói với cô ấy. Nơi đây thực chất là một ngôi trường dành cho người vô gia cư. Căn phòng bên ngoài là nơi trú ẩn cho người vô gia cư. Chỉ có nhà kho ngầm mới là nơi có thể dạy học. Còn học sinh chính là những đứa trẻ vô gia cư ở bên ngoài kia. Vừa mới giới thiệu xong những điều này, người phụ trách đã vội vàng trao chìa khóa cho Bess. Trước khi rời đi, cô ấy vẫn không quên truyền đạt phương pháp giáo dục của mình. Trên bảng đen có một cột phê bình, ai không nghe lời thì viết tên lên đó. Nếu vẫn không được thì cho họ xem phim. Nếu vẫn không ổn thì báo cảnh sát luôn đi. Theo quan điểm của người phụ trách, nơi đây căn bản không phải là trường học mà là địa ngục. Và giờ đây, Bess, người mới đến, chính là vị cứu tinh của cô ấy. Vì vậy, nhân lúc Bess đang ngẩn ngơ, cô ấy đã bỏ chạy. Chúc may mắn. Sau đó, cô ấy chạy trốn khỏi nơi này như thể đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó khủng khiếp. Chỉ còn lại Bess cau mày, đứng sững sờ tại chỗ. Đầu tiên, cô ấy lau sạch cái gọi là cột phê bình. Sau đó, cô ấy lại ráng lấy hết can đảm để gọi những đứa trẻ đang chơi đùa bên ngoài. Nhìn thấy lại đổi giáo viên mới, Danny ăn mặc như cao bồi khịt mũi khinh bỉ, một mụ phù thủy bỏ đi, một tên hề khác lại đến. Mặc dù trông có vẻ không mấy tình nguyện, nhưng may mà bọn trẻ vẫn nể mặt cô ấy. Tất cả đều lần lượt trở về lớp học, Bess cầm theo album ảnh để tự giới thiệu bản thân. Tuy nhiên, sự chú ý của bọn trẻ đều đổ dồn vào căn biệt thự trong album ảnh. Bess đành phải giải thích với bọn trẻ rằng, đó là khách sạn mà cô ở khi đi trượt tuyết. Tuy nhiên, đối với những hoạt động thú vị như trượt tuyết và đắp tuyết, bọn trẻ lại hoàn toàn không biết đó là cái gì. Bess đành phải vội vàng đổi chủ đề khác, kể cho cô nghe một chút nào, những câu chuyện thú vị trong kỳ nghỉ. Một cô bé nói, vào dịp Giáng sinh, cháu đã đến nhà tù ăn cơm cùng bố. Ở đó không chỉ có rất nhiều món ngon mà còn có cả ông già Noel nữa. Đối với lời nói của cô bé, những đứa trẻ khác đều không tin. Vì vậy, bọn trẻ đã cãi nhau, thấy chủ đề này không thể tiếp tục được nữa. Chưa kịp để Bess nghĩ ra chủ đề mới, cả lớp học đột nhiên rung chuyển dữ dội. Vài cuốn sách ít ỏi cũng bị rung động đến mức rơi vãi khắp nơi. Bess sợ hãi, cô ấy tưởng là động đất, hóa ra chỉ là một đoàn tàu chạy qua. Cô ấy vội vàng nhặt những cuốn sách bị rơi xuống. Lúc này, một con chuột đột nhiên chui lên từ dưới đất do bị rung chuyển. Bọn trẻ đều sợ hãi hét lên và chạy tán loạn khắp nơi. Lớp học ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Đồng thời với việc an ủi bọn trẻ, cô ấy lấy hết can đảm dùng giá sách đuổi con chuột ra ngoài. Bọn trẻ đều rất ngạc nhiên trước hành động của cô ấy. Cô ấy vậy mà không hề hét lên hay phát điên như những giáo viên khác. Thực ra làm sao cô ấy có thể không sợ hãi chứ? Chỉ là lúc đó cô ấy phải thật mạnh mẽ. Sau khi ngồi xuống ghế, cô ấy phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Đợi đến khi kết thúc một ngày học, Bess đã kiệt quệ sức lực. Cô ấy bắt đầu nghi ngờ khả năng của bản thân. Xét cho cùng, đây là lần đầu tiên cô ấy làm giáo viên. Mà hôm nay mọi chuyện lại không suôn sẻ như vậy. Cô ấy thậm chí còn nghi ngờ bọn trẻ, hoàn toàn không coi cô ấy là giáo viên. Tuy nhiên, nhân viên quản lý trạm thu nhận lại nói với cô ấy rằng những đứa trẻ này dường như rất thích cô. Bess nghĩ rằng anh ấy đang an ủi mình nên đã không để tâm. Nhưng khi cúi đầu nhìn thấy trên bàn giáo viên có một chuỗi vòng tay được khắc dòng chữ "Bạn của tôi", dường như đã chứng thực cho lời nói của người quản lý. Điều đó cũng khiến cho tâm hồn mệt mỏi của cô nhận được một chút an ủi. Tuy nhiên, sau khi trở về nhà, cô ấy vẫn không kìm được nước mắt. Điều này hoàn toàn khác với sự nghiệp giáo dục mà cô ấy hằng mơ ước. Nhưng cô ấy không cho phép bản thân từ bỏ như vậy. Bởi vì trở thành một giáo viên là ước mơ từ nhỏ của cô ấy. Khi còn nhỏ, bố mẹ cô ấy thường xuyên cãi vã. Hoàn cảnh gia đình cũng rất tồi tệ. Chỉ có ở trường học, cô ấy mới cảm thấy thực sự an toàn. Vì vậy, cô ấy quyết tâm lớn lên nhất định phải trở thành một giáo viên. Để những đứa trẻ như cô bé đều được đến nơi an toàn để học tập. Tuy nhiên, khi học cấp 3, cô lại vô tình mang thai ngoài ý muốn. Cô gái 16 tuổi đành phải bỏ học về nhà làm mẹ. 8 năm sau khi kết hôn, cô không chỉ sinh hạ hai đứa con, mà còn tốt nghiệp loại xuất sắc của trường đại học danh tiếng. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, cô lại tiếp tục ứng tuyển vào nghề giáo mà mình hằng mơ ước. Nhìn cô là sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm làm việc, nhân sự vô tâm liền sắp xếp cho cô một ngôi trường dành cho người vô gia cư. Bước ra khỏi sở giáo dục, Bess tràn đầy sự hài lòng. Cô bắt đầu mơ tưởng về việc mình sẽ làm nên chuyện trong sự nghiệp giáo dục. Vừa về đến nhà, cô đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch giảng dạy của mình. Không chỉ chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập cho các em, mà còn đặc biệt lựa chọn trang phục cho buổi gặp mặt đầu tiên với các em.
Sau đó, cô lại lau đôi giày cao gót định đi vào ngày mai cho thật sáng bóng. Người chồng chu đáo còn tặng cô một chiếc giá sắt để đựng bài kiểm tra làm quà. Ngày hôm sau, lúc cô tự tin đến trường để nhận lớp thì lại ngớ người ra. Vừa mới đến khu phố thì đã thấy cảnh sát đang bắt giữ những kẻ gây rối. Đi sâu vào bên trong, càng lúc càng nhiều người quần áo rách rưới tụ tập xung quanh đống lửa. Đợi đến khi cô đến địa chỉ tòa nhà dạy học ghi trên tài liệu thì cửa ra vào lại chật cứng những người vô gia cư ăn mặc rách rưới. Cô xác nhận lại địa chỉ không sai, đành phải căng thẳng bước xuống xe. Tiếp theo đó chính là cảnh tượng diễn ra ở đầu phim. Mặc dù vừa về đến nhà, cô đã trốn trong nhà vệ sinh và òa khóc nức nở, nhưng cô vẫn quyết định ngày mai sẽ tiếp tục đến trường. Bởi vì đây không chỉ là ước mơ từ thời thơ ấu của cô, cô càng không thể để con trai và con gái mình nhìn thấy một người mẹ hễ gặp khó khăn là chùn bước. Sáng sớm hôm sau, cô lại lấy lại tinh thần và trở lại trường học. Xét thấy nguồn lực giáo dục ở đây quá ít ỏi, lại không có hiệu trưởng cũng chẳng có người lãnh đạo nào để dựa dẫm, Bess đành phải tự mình gọi điện cho sở giáo dục, hy vọng có thể xin được một ít sách vở và bàn ghế cho nơi này. Thế nhưng, bên kia hoặc là đùn đẩy trách nhiệm, hoặc là không có ai nhấc máy. Để hiểu rõ hơn về tình hình của học sinh, từ đó phân chia các em thành các lớp từ 1 đến 6 và tiến hành giảng dạy phù hợp, Bess đã chuẩn bị một bài kiểm tra nhỏ cho các em. Những cây bút chì mà cô chuẩn bị trước đó cũng đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, ngay khi bài kiểm tra vừa mới bắt đầu, lại xuất hiện một loạt tình huống. Có một em nhỏ vì không ăn sáng nên bị đau bụng. Bess vội vàng lấy ra một thanh ngũ cốc trong túi áo. Có những đứa trẻ đến lớp muộn nhưng vẫn thản nhiên, có phụ huynh không chào hỏi mà tự ý đẩy cửa bước vào, chỉ để đưa cho con một chiếc áo ấm, thậm chí còn có phụ huynh ngang nhiên xông vào lớp học, dắt con mình đi, còn nói rằng con mình có trách nhiệm phải về nhà làm việc. Bess muốn tranh luận với cô ta nhưng kết quả lại bị uy hiếp. Tốt nhất là sau này đừng để tôi gặp lại cô. Chờ đến lúc cô bất lực chạy về phòng học, cảnh tượng trước mắt càng khiến cô suy sụp. Chỉ mới ra ngoài một lát, lớp học đã trở nên hỗn loạn như một nồi cháo. Cậu bé Danny tinh nghịch nhất còn khiêu khích lắp đít ngoe nguẩy trước mặt cô. Trong chốc lát, tất cả lũ trẻ đều bị chọc cười phá lên. Điều này khiến Bess, người vốn luôn dịu dàng, lần đầu tiên nổi giận với bọn trẻ, mắng mỏ Danny không nghe lời một trận. Tuy nhiên, cô nhanh chóng hối hận, bởi vì đây không phải là hình mẫu người giáo viên mà cô muốn trở thành. Sau khi về đến nhà và suy nghĩ thấu đáo, cô dự định sẽ nghe theo sự sắp xếp của giáo viên dạy thay trước đó. Trước tiên cho các em xem phim rồi từ từ nghĩ cách dạy học. Cô thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thể dạy dỗ được những đứa trẻ này hay không. Thế nhưng, người chồng lại động viên cô rằng, em đã làm mẹ được 8 năm rồi, nhất định có thể dạy dỗ chúng tốt. Hôm sau, khi cô mang theo cuốn băng video tự bỏ tiền túi ra mua đến trường, thì phát hiện ra mẹ của Danny đã đứng đợi ở trước cửa từ lâu. Cô tưởng rằng bà ấy lại đến để hỏi tội, liền vội vàng xin lỗi về việc đã nổi giận với Danny vào ngày hôm qua. Thế nhưng, mẹ của Danny không những không tức giận, mà ngược lại còn rất vui mừng, bởi vì bà ấy biết rõ con trai mình rất thông minh. Chỉ là không thể kiểm soát được, giờ đây, Bess chính là người có thể khiến con trai bà ấy nghe lời. Vì vậy, bà hy vọng sau này Bess có thể dạy dỗ con trai mình thật tốt. Lần đầu tiên nhận được sự chấp thuận từ phụ huynh ở nơi này, điều này đã tiếp thêm động lực rất lớn cho Bess, cũng khiến cô hiểu rằng không phải bậc phụ huynh nào cũng bảo thủ. Đến lớp học, Danny là người đầu tiên tìm cô để xin lỗi. Bess cũng bày tỏ sự hối tiếc vì hành động quá khích của mình vào ngày hôm qua. Danny cảm nhận được sự khác biệt của Bess so với những giáo viên trước đây, và cũng thật lòng chấp nhận người giáo viên mới này. Cứ như vậy, hai người đã hóa giải mâu thuẫn. Ngay lúc Bess chuẩn bị bật phim cho các em xem, y tá đã gọi cô sang một bên. Bởi vì nơi này con người phức tạp, môi trường lại bẩn thỉu, hỗn độn, y tá định tiêm antibody cho Bess để phòng ngừa nhiễm bệnh. Vì vaccine có thể ảnh hưởng đến thai nhi, nên cô cần phải kiểm tra có thai hay không trước khi tiêm chủng. Sau khi chuẩn bị xong những thứ cần kiểm tra, cô ấy trở lại lớp học, nhưng lại phát hiện chiếc TV dùng để chiếu phim đã biến mất. Bess hớt hải chạy ra hỏi mọi người trong hội trường, nhưng tất cả mọi người ở đây đều tỏ ra thờ ơ. Họ biết ai đã lấy trộm TV, nhưng không ai định nói cho cô ấy biết. Khi cô ấy chạy ra khỏi phòng thì tên trộm đã cao chạy xa bay. Danny đã chứng kiến toàn bộ vụ trộm TV, thậm chí Bess còn là người mở cửa cho chúng. Ngay cả bây giờ đi tìm bọn chúng thì có khi đã bị đổi thành đồ cấm rồi, bởi vì bọn chúng chỉ quan tâm đến bản thân, hoàn toàn không quan tâm đến nhu cầu của những đứa trẻ ở đây. Sau một hồi bàng hoàng, Bess bất lực chấp nhận sự thật phũ phàng này. Vì không ai quan tâm đến những đứa trẻ ở đây, nên hãy để bản thân mình thử bảo vệ chúng. Cùng lúc đó, kết quả kiểm tra cũng đã có. Cô y tá vui mừng báo cho Bess biết, chúc mừng cô sắp làm mẹ rồi. Nghe tin này, Bess có chút ngạc nhiên. Nhưng sự xuất hiện của sinh linh bé bỏng cũng khiến cô càng thêm kiên định với quyết tâm giúp đỡ học sinh của mình. Vì gọi điện thoại xin sách vở và bàn ghế đều không nhận được hồi âm, Bess trực tiếp đến sở giáo dục nơi phân công công việc cho cô. Tuy nhiên, cô lại bị thông báo rằng chúng tôi là bộ phận nhân sự, chỉ chịu trách nhiệm phân công công việc, còn tất cả những thứ khác cô tự tìm cách đi. Hơn nữa, ngôi trường đó cũng chỉ là một dự án tạm thời, rất ít người thực sự để tâm đến nó. Tôi khuyên cô tốt nhất cũng đừng quá bận tâm, những học sinh đó ở đó cũng chẳng được bao lâu. Tất nhiên cô cũng không ngoại lệ. Đối với bộ phận nhân sự vô tâm vô tính này,
Bess cũng đành bất lực, đã không dựa dẫm được vào đây thì trước tiên hãy tự dựa vào bản thân vậy. Cô nghĩ, tuy trường học còn chưa có cả cái tên, nhưng ít nhất cũng phải khiến lũ trẻ cảm thấy an toàn và có cảm giác thuộc về. Vì vậy, cô tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần mua về mấy thùng sơn, chuẩn bị khoác lên cho căn phòng học cũ kỹ này một diện mạo mới. Sự bận rộn của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác. Có người chủ động đề nghị đến giúp đỡ, thậm chí còn có một người bạn học tên là Maria cũng đến góp một phần sức lực. Vào giờ nghỉ trưa, Bess định vẽ vài bức tranh lên tường, nhưng khổ nỗi trình độ có hạn, con bò cô vẽ trông chẳng khác gì con chó. Biết được nhu cầu của cô, người đàn ông quay người gọi một cụ già đang kéo bình oxy đến. Cụ già chỉ với vài nét vẽ đơn giản đã phác họa thành công hình dạng một chú bò. Không ngờ cụ già lang thang này lại là một nghệ sĩ. Sau khi trang trí xong tường, Bess lại mua về rất nhiều đồ vật khác để trang trí lớp học. Khi biết được tất cả những điều cô làm một cách tự nguyện đều là vì lũ trẻ, các bậc phụ huynh ở trại trẻ mồ côi nhìn thấy lần lượt đến giúp đỡ. Tuần mới, cô dậy từ rất sớm, 5 giờ rưỡi sáng, tranh thủ thời gian vệ sinh cá nhân và làm bữa sáng cho lũ trẻ. Sau đó vội vã đến trường sớm hơn nửa tiếng. Chính cô là người rung chuông, gọi từng đứa trẻ đang ngủ trong trại trẻ mồ côi dậy. Để tạo ra một bầu không khí học tập tốt hơn, cô còn trực tiếp tắt TV ở hội trường. Nhìn thấy những gì cô đã cống hiến cho lũ trẻ, các bậc phụ huynh đều ngầm đồng ý với hành động của cô. Khi bước vào lớp học, tất cả lũ trẻ đều sững sờ. Không ngờ chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, căn phòng học đổ nát ban đầu lại có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy, để lũ trẻ không còn phải đến trường với cái bụng đói. Bess còn tự bỏ tiền túi mua cho chúng bữa sáng đủ chất dinh dưỡng. Đây là lần đầu tiên lũ trẻ được giáo viên quan tâm đến vậy, nên khi lên lớp, không chỉ ngồi im phăng phắc phía dưới, mà còn sẵn sàng ủng hộ mọi quyết định của Bess. Bess muốn thông qua hình thức kể chuyện để giúp các em học từ vựng. Đầu tiên, cô xin lỗi vì hành động mất bình tĩnh trong lớp vào tuần trước. Hành động như vậy là không tôn trọng người khác. Tiếp theo, cô lại để mọi người nói lên suy nghĩ của mình về từ tôn trọng. Có người nói dài trước mặt người khác là không tôn trọng. Có người nói, la mắng trước mặt người khác là không tôn trọng người khác. Cứ như vậy, các em đã học được từ đầu tiên tôn trọng. Danny nói, hôm qua, cháu và mẹ bước vào một nhà hàng. Chưa kịp làm gì thì đã bị cảnh sát đuổi ra. Đó là hành động không tôn trọng chúng cháu của cảnh sát. Nhắc đến cảnh sát, những đứa trẻ đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, một cặp anh em lại đưa ra ý kiến khác. Hồi đó, mẹ chúng cháu vì muốn đi theo bạn trai, đã nhốt hai anh em cháu trong căn hầm tối om. Ngay lúc chúng cháu sắp chết đói, chính cảnh sát đã phát hiện ra chúng cháu. Không chỉ bế chúng cháu ra ngoài, mà còn cho chúng cháu rất nhiều đồ ăn ngon nữa. Lúc này, cậu em trai bên cạnh lên tiếng. Lúc đó, chị gái luôn nắm chặt tay em. Nghe xong câu chuyện của hai anh em, ngoài xót xa, Bess hết lời khen ngợi lòng dũng cảm của chúng. Cô liền viết chữ dũng cảm lên trên giấy. Dần dần, những từ ngữ tốt đẹp như quan tâm, hoàn mỹ, giúp đỡ được dán lên tường ngày một nhiều. Chúng không chỉ thổi luồng sinh khí mới cho cái cây khô héo, mà còn lấp đầy tâm hồn các em nhỏ. Người ta thường nói dạy học trước hết là dạy người trước hết là dạy đạo đức. Đây chính là bài học vỡ lòng về cuộc sống mà Bess dành tặng cho các em. Qua những câu chuyện của từng đứa trẻ, Bess dần dần thấu hiểu được tâm hồn của chúng. Mỗi đứa trẻ đều mang trong mình những hoàn cảnh khác nhau, bị người đời khinh miệt và bắt nạt trong cuộc sống khốn khó, nên chúng chọn cách khép mình lại giữa những đau khổ của cuộc đời. Có đứa nhạy cảm, có đứa ngỗ ngược, có đứa tinh quái, cũng có đứa gian xảo. Thế nhưng ẩn sau những tính cách khác biệt ấy là một trái tim yếu đuối và sợ bị tổn thương. Thế nhưng, giờ đây Bess nói với chúng rằng, vẫn còn một thế giới khác ngập tràn ánh sáng và lòng tốt. Nên giáo dục của Bess không chỉ giới hạn trong những bài học văn hóa. Cô không chỉ mời một ông lão biết vẽ đến dạy các em học vẽ, mà còn mang cả băng cassette của mình đến để dạy nhạc cho chúng. Cô không còn giáo dục học sinh theo cách truyền thống nữa, mà coi chúng như con ruột của mình, dùng cả trái tim để vun trồng tâm hồn cho mỗi đứa trẻ. Dần dần, dưới sự cảm hóa của Bess, ngôi trường trong trại tế bần dần trở nên khang trang và tràn đầy sức sống. Thế nhưng, một tin tức bất ngờ ập đến, khiến Bess một lần nữa rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Vào ngày này, 6 đứa trẻ khác bị chen chúc vào trường cùng một lúc. Mang bầu, cô lo lắng không có thời gian chăm sóc. Vì vậy, lần này cô bỏ qua vấn đề nhân sự không hoạt động, trực tiếp tìm câu trả lời của cục trưởng giáo dục. Cô lấy ra những món quà học sinh tặng, kể câu chuyện của họ cho cục trưởng. Dù có nổi loạn, dù có xuất thân không tốt, nhưng họ đều có tấm lòng tốt như vàng. Dù cho lũ trẻ không đủ ăn, cũng sẽ phần đồ ăn dự trữ cho tôi. Tôi hy vọng điều này sẽ làm giảm bớt sự khó chịu do ốm nghén của tôi gây ra. Dù chẳng có gì nhưng họ rất hào phóng với tôi. Ông không nghĩ chúng ta có thể làm được nhiều hơn cho chúng sao? Cục trưởng đã vô cùng xúc động sau khi nghe điều này, nhưng cũng chỉ nói rằng hãy cố gắng hết sức. Bess đã nghe lý do này quá nhiều lần rồi, hầu hết chúng đều vô ích, nhưng cô không thể làm gì được. Trong chớp mắt đã đến ngày lễ tình nhân. Dưới sự dẫn dắt của Bess, lần đầu tiên trong đời các em làm thiệp chúc mừng và trao cho cha hoặc mẹ của mình. Đây cũng là lần đầu tiên phụ huynh nhận được quà từ con. Các em đang thay đổi từng chút một khiến cha mẹ vui mừng. Mãi đến tối Bess mới hoàn thành công việc trước khi chuẩn bị về nhà. Sau khi mặc áo khoác vào, tôi tìm thấy tấm thiệp chúc mừng trong túi. Đó là tất cả tình yêu thương mà các em dành cho cô.
Lòng cô lập tức tràn ngập niềm hạnh phúc của những đứa trẻ này. Khoảnh khắc này, cô cảm thấy mọi công sức mình bỏ ra bấy lâu nay đều đáng giá. Ngày hôm sau khi Beth lại đến lớp, chưa đợi cô bước xuống xe, lũ trẻ đã hào hức chạy tới, rồi kéo cô đi vào lớp. Khoảnh khắc Beth bước vào lớp học, hai mắt lập tức đỏ lên, những dãy bàn ghế và bảng đen mới toanh, và những cuốn sách giáo khoa tỏa hương thơm quyến rũ của sách mới. Nơi này cuối cùng đã trở thành một lớp học tử tế. Cục trưởng thực sự đã gửi đồ dùng cho các em. Beth vui mừng ôm lấy anh và khóc vì sung sướng. Không chỉ có vậy, cục trưởng cũng tự nguyện đảm nhận trách nhiệm của hiệu trưởng. Beth cuối cùng đã vượt qua, cô ấy thậm chí còn nhận được một trợ giảng tới giáo viên mỹ thuật da đen này, và anh ấy nói tôi tình nguyện phục vụ trẻ em. Và ngay lúc đó các sinh viên lại mang đến một tin xấu khác. Cha của Maria bị đuổi khỏi trại tị nạn vì nghiện rượu. Cô ấy cũng phải ra đi cùng mình, bắt đầu cuộc sống lang thang, ngay cả khi cô ấy miễn cưỡng chia tay ngôi trường khó khăn này. Dù không thể rời xa Beth dịu dàng và tốt bụng, Beth hy vọng quản trị viên có thể nhìn thấy, sử dụng Internet vì lợi ích của con bạn, nhưng quy tắc là quy tắc và anh ấy không thể làm gì được. Ngoài ra, một khi bạn thể hiện lòng tốt của mình, toàn bộ trại tị nạn sẽ hỗn loạn. Nếu một cô bé 12 tuổi sống trên đường phố, nghĩa là rất nguy hiểm. Beth bất lực phải tìm, cha của Maria thảo luận các biện pháp đối phó, nhưng bên kia không còn nơi nào để đi. Tôi thậm chí còn không biết cách đặt Maria. Vì sự an toàn của Maria, Beth đề nghị nhận cô ấy tạm thời và chăm sóc cô ấy. Cho đến khi cha cô tìm được một nơi ở mới, trong giây lát, cha tôi đã cảm động rơi nước mắt. Bằng cách này, Beth đã đưa Maria về nhà, cả nhà đã có bữa tối vui vẻ. Nhưng sau bữa tối, cô luôn hỗ trợ chồng Beth trong công việc. Anh ấy vẫn bày tỏ nỗi lo lắng trong lòng, anh ấy sợ rằng cha của Maria sẽ không bao giờ quay trở lại. Và gia đình chúng ta sắp chào đón một sinh mệnh mới. Chúng ta hoàn toàn không có khả năng và năng lượng để chăm sóc nhiều đứa trẻ như vậy. Beth nói rằng lúc đó cô ấy hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Em chỉ thấy học sinh trong lớp cần giúp đỡ. Là một người giáo viên, em không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhìn ánh mắt kiên định và quyết tâm của Beth, chồng cô ấy cũng không tiện nói thêm gì nữa. Theo thời gian, bụng của Beth dần to lên. Y tá khuyên cô ấy nên nghỉ ngơi nhiều hơn vì đứa con trong bụng. Nếu thực sự bận không xuể, bạn có thể nhờ phụ huynh giúp đỡ. Lời nói của y tá khiến Beth lập tức có hướng đi mới. Sau đó, cô ấy đã tổ chức ở đây buổi họp phụ huynh đầu tiên trong lịch sử. Cô ấy đề nghị các bậc phụ huynh dành ra 2 tiếng mỗi ngày. Không hút thuốc, không tán gẫu, không xem TV. Tạo môi trường yên tĩnh cho trẻ em làm bài tập về nhà. Ban đầu, cô ấy nghĩ rằng họ có thể phản đối. Không ngờ rằng họ đã nhất trí thông qua quyết định này. Bởi vì sâu thẳm trong tim, họ đều hiểu, cuộc sống của họ đã là một mớ hỗn độn, bây giờ không thể trở thành vật cản đường đời của con cái nữa. Từ khi có sự hỗ trợ và đồng hành của cha mẹ, sự nhiệt tình học tập của bọn trẻ càng dâng cao, việc giảng dạy của Beth cũng ngày càng trở nên dễ dàng và suôn sẻ. Chỉ là người mẹ thường gọi con đi làm việc trước đây, hôm nay lại không quan tâm đến sự phản đối của con, lại gọi cô bé ra ngoài. Cuối cùng Beth không thể chịu đựng được nữa. Hôm nay cô ấy quyết định dạy dỗ đối phương một bài học. Nhưng khi cô ấy bước ra và tìm thấy người mẹ đó, thì lại phát hiện ra họ đang trốn trong góc điền gì đó vào tài liệu. Hóa ra người mẹ này không biết chữ, để có thể tìm được việc làm cho con cuộc sống tốt đẹp hơn, cô ấy đành phải lén nhờ con giúp điền đơn xin việc. Biết được sự thật, Beth ngay lập tức nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Sau giờ học, cô ấy đã hẹn người mẹ đó đến lớp học và đề nghị dạy cô ấy biết chữ miễn phí. Không ngờ hành động thiện chí này lại khiến người mẹ đó nổi giận. Cô ấy nghĩ rằng Beth đang nhân cơ hội này để chế giễu cô ấy. Vì không biết chữ, cô ấy luôn bị người khác coi thường và cũng không thể có được một công việc tử tế. Nhưng chỉ một câu nói của Beth đã khiến cô ấy thay đổi thái độ. Nếu bạn có thể học đọc viết, thì bạn có thể giúp đỡ con bạn rất nhiều. Nhắc đến con mình, người mẹ này lập tức rưng rưng nước mắt. Có lẽ mỗi gia đình đều có sự khác biệt, nhưng trên con đường giáo dục con cái, trái tim của mỗi bậc cha mẹ lại kỳ diệu đến thế. Vì vậy, Beth đã dạy cho các bậc cha mẹ sau giờ làm việc. Chớp mắt đã đến kỳ nghỉ hè, Beth lại nảy ra một ý tưởng. Cô muốn tiếp tục dạy học miễn phí vào kỳ nghỉ hè. Bằng cách này, bọn trẻ có thể theo kịp những bài học mà chúng đã bỏ lỡ. Nghe xong, chồng cô ấy không chỉ bày tỏ sự ủng hộ, mà còn hứa sẽ làm huấn luyện viên thể thao cho bọn trẻ trong suốt kỳ nghỉ hè. Mặt khác, hiệu trưởng cũng đang nỗ lực để mang lại phúc lợi cho bọn trẻ. Hôm nay, ông ấy không chỉ mang đến một cây đàn piano, mà còn mang đến một tin vui phấn khởi lòng người. Chính phủ đã quyết định xây dựng một trường học chính quy cho những đứa trẻ này, để họ có thể được hưởng nền giáo dục tốt hơn và toàn diện hơn. Beth rất vui khi nghe tin này, nhưng đồng thời cũng bày tỏ lo lắng của mình, bởi vì chẳng bao lâu nữa, cô ấy sẽ phải rời đi vì sinh con. Cô ấy muốn tìm một người có kinh nghiệm hơn trước đó, giáo viên có kinh nghiệm để thay thế công việc của mình. Hiệu trưởng cho biết ông sẽ cố gắng hết sức. Beth biết rằng ông ấy nhất định sẽ giữ lời. Mãi đến lúc này cô mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Nửa kỳ nghỉ hè đã trôi qua, chồng cô ấy đã dẫn bọn trẻ tổ chức một trận đấu bóng chày. Tất cả các bậc phụ huynh đều đến cổ vũ cho bọn trẻ. Cha của Maria cũng đã trở lại sau nhiều tháng xa cách. Lúc này ông ấy đã bỏ được rượu, đã trở thành một người cha tốt có thể gánh vác trách nhiệm. Và Beth cũng đã giành được cho họ một căn phòng trong nhà tạm trú.
Thời gian thấm thoát thoi qua, cây xanh mà Bess mang đến ngày nào giờ đã nở hoa. Bọn trẻ cũng lớn lên khỏe mạnh dưới sự giáo dục của Bess. Cậu bé từng bị đau bụng vì đói, không còn uể oải trong lớp học nữa. Chỉ là khi nghe giảng bài, cậu bé luôn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay của Bess. Mãi đến hôm nay Bess mới biết chiếc vòng tay này là do cậu bé tặng. Bess không tiếc lời cảm ơn cậu bé, còn nói rằng cô rất thích và sẽ luôn đeo nó. Chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Bess đã mời tất cả các bậc phụ huynh đến lớp học. Xem bọn trẻ thể hiện thành quả học tập của mình, nhưng lại không thấy bóng dáng của hai cha con Maria đâu. Cảm thấy có gì đó không ổn, Bess gõ cửa phòng họ. Kết quả là bên trong trống không, người đã đi khỏi. Chỉ có một bức thư để lại trên đầu giường cho cô ấy. Trong thư tràn đầy sự lưu luyến và nhớ nhung của Maria dành cho cô, nhưng cũng đầy ắp sự bất đắc dĩ khi phải rời đi. Không biết họ đã đi đâu, không thể chấp nhận sự ra đi đột ngột như vậy. Nhưng cuộc sống là vậy, có hợp thì phải có tan. Có người tìm được việc làm sẽ đưa con đi, Bess nói, cô cũng sẽ rời xa các em để đến bệnh viện sinh con. Và cục trưởng đã tìm được giáo viên phù hợp nhất cho các em. Nghe đến đây, Danny đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Cậu bé lại trở về dáng vẻ trước khi Bess đến. Bess nhìn ra nỗi lòng và sự lo lắng của cậu. Cô liền đuổi theo và nói, dù cô có đi, cô cũng sẽ giám sát em đọc 10 cuốn sách mỗi năm. Danny lúc này mới hiểu Bess không hề bỏ rơi cậu. Cậu cũng hạ quyết tâm sẽ không bao giờ từ bỏ bản thân. Không lâu sau, Bess sinh đứa con thứ ba. Vừa mới sinh con ngày thứ hai, y tá đã mang đến một tin tức. Có rất nhiều đứa trẻ đang đợi ở khu vực chờ, chúng đến thăm cô. Bess và chồng nghe xong lập tức hiểu ra. Đến khi ra ngoài, quả nhiên là các con và phụ huynh trong lớp. Thấy Bess đi ra, mọi người đều quan tâm vây quanh cô và đứa bé. Ai nấy đều gửi lời chúc phúc chân thành và sự quan tâm từ tận đáy lòng. Danny còn lấy ra món đồ chơi duy nhất từ thời thơ ấu của mình, làm quà tặng cho em bé, để giáo viên mới dễ dàng tiếp nhận các học sinh đã chuyển đi. Bess còn đặc biệt dành cho mỗi người một bức thư giới thiệu chi tiết. Mặc dù không còn dạy học ở đây nữa, nhưng trái tim cô vẫn gắn bó mật thiết với các em nhỏ nơi đây. Hôm nay, Maria, người đã bỏ đi mà không từ biệt, đột nhiên gọi điện thoại đến. Lúc này, cô bé đã theo bố đến nhà bà ngoại. Cô bé nói, con sẽ không bao giờ quên cô, ước mơ của con là trở thành một giáo viên giống như cô. Giáo dục là sự nghiệp một cuộc đời ảnh hưởng đến một cuộc đời khác. Điều đó được thể hiện một cách sinh động nhất vào lúc này. Kể từ đó, câu chuyện của Bess bắt đầu được lan truyền. Điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của chính phủ. Họ đã bố trí thêm nhiều giáo viên đến dạy học tại trại trẻ mồ côi. Bess cũng có cơ hội đến trường học tốt hơn để phát triển. Nhưng khi nhìn những bức ảnh đáng yêu của những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, cô vẫn quyết định trở lại bên các em. Đó là tất cả, cô vừa mới sinh con và mang theo đứa bé vẫn còn trần truồng. Đã đến nơi giấc mơ bắt đầu lại, tiếp tục gắn bó với sự nghiệp học tập còn dang dở của mình. Con tàu ngoài cửa sổ vẫn ầm ầm chạy qua mỗi ngày. Nhưng họ không còn bị làm phiền bởi âm thanh nữa, bởi vì giọng hát của họ hay hơn và du dương hơn. Beyond the Blackboard được đạo diễn bởi Jeff Wagner, với sự tham gia của Emily Van Camp. Phim chính kịch phát hành năm 2011. Phim được chuyển thể từ người thật và sự kiện có thật. Bess mới tốt nghiệp năm 1987. Đúng lúc chính phủ đang sáng lập chương trình giáo dục cho trẻ em vô gia cư, thế là cô lao vào đó không chút do dự. Phải đến một năm sau, chính phủ mới xây dựng một ngôi trường mới cho học sinh. Cô ấy cũng đã ở lại đó được 8 năm. Trong thời gian đó, cô ấy đã quảng cáo McKinney-Vento, thiết lập đạo luật trẻ em vô gia cư, đảm bảo quyền học tập của trẻ em đường phố, năm 1995, được cả nước trao thưởng cho cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực tiện ích công cộng. Từ đó trở đi, cô vẫn đang đóng góp những chia sẻ của mình cho giáo dục cộng đồng. Cô dành hết tâm huyết cho các con. Hãy dùng nỗ lực và sự chăm chỉ của chính mình, đối với vô số người vô gia cư, trẻ em giành được một cuộc sống khác. Bess luôn quyết tâm. Từ khi còn nhỏ, tôi luôn mơ ước trở thành giáo viên. Ngay cả khi cận kề cái chết, tôi vẫn quyết không bỏ cuộc. Chính sự kiên trì kiên định đã giúp cô ấy đổi lấy được những thay đổi mới cho ngôi trường tị nạn. Khi bạn quyết định làm điều gì đó, cả thế giới sẽ nhường đường cho bạn. Chính sự quyết tâm của Bess đã truyền cảm hứng cho chồng cô tham gia biến người vô gia cư thành giáo viên nghệ thuật tình nguyện, để các bậc phụ huynh ở nơi tạm trú cũng bắt đầu quan tâm đến việc học tập của con em mình. Cuối cùng, những thay đổi từng chút một hội tụ thành nhiều thay đổi. Khi một người quyết định làm điều gì đó, sức mạnh bên trong đó là không gì sánh bằng. Quyết tâm giống như một dòng chảy mạnh mẽ, có thể truyền cảm hứng cho tiềm năng không giới hạn. Khi chúng ta quyết định, cả thế giới dường như đang nhường chỗ cho chúng ta. Điều này không có nghĩa là mọi trở ngại sẽ tự động biến mất, nhưng quyết tâm của chúng ta có thể thu hút những người muốn giúp đỡ chúng ta, có thể truyền cảm hứng cho chúng ta vượt qua khó khăn bằng trí tuệ và lòng dũng cảm. Quyết tâm của chúng ta có thể ảnh hưởng đến người khác và thậm chí thay đổi môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho sự thành công của chúng ta. Vô số người vĩ đại và thành công trong lịch sử đều đạt được sự nghiệp phi thường nhờ quyết tâm vững vàng. Câu chuyện của họ cho chúng ta biết, cho dù mục tiêu có xa đến đâu, chỉ cần quyết tâm thì chúng ta có thể tiếp cận từng bước. Quyết tâm là nền tảng của thành công. Nó có thể biến giấc mơ thành hiện thực, có thể biến điều không thể thành có thể. Vì vậy, khi chúng ta quyết tâm làm một điều gì đó,
Đừng nghi ngờ cũng đừng do dự. Hãy tin vào sức mạnh của bản thân, tin vào sức mạnh của quyết tâm. Bởi vì khi quyết tâm của chúng ta đủ lớn mạnh, cả thế giới sẽ nhường đường cho chúng ta, giúp chúng ta hiện thực hóa ước mơ trong tim. Phim hôm nay đến đây là hết. Chào mừng mọi người like, comment và chia sẻ. Mình là Cá Mập, hẹn gặp lại các bạn vào lần